Hello mọi người, quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người các tựa game kinh dị. Ok, chúng ta bắt đầu với Ice Cream 7. Kaplan. Play. Phone điện thoại. Pass. Ok. Liz, can you hear me? Are you okay? Ok. Virus, survey box. Ta sẽ vào chơi game. Ta. Oh no. Okay. Oh, đây. Và trở về Bắc Kinh. Ok. Oh. Oh, đâu rồi? Okay, that is that. Okay. Okay.
Chạy chạy về parking. Oh. Okay, yellow cow. Ôi nào. Ok, ta đến với The Baby in Yellow. Ok, Specimen. Oh. Dạ, thấy không? Thank you.
chi. Ok, ra đến với Granny. Bắn súng. Kéo. Gas.
Chìa khóa nhà. Bảng xuống này. Các bạn thích chim. Ta sẽ lắp bánh răng ra nhà sau khi đã xong. Ok, sạc vun. Bị đông cứng anh em ạ.
thịt để chan gì ta? Ôi nào. Ok, ta đến với Mr. Mid. Chép liền, play. Play. Oh no. Oh no. Ok, ta đến với Dear Park One. Thank you.
The Pack. The Twin. Yes. Okay. Oh, yeah. Okay.
Aaron. Green K. Ok, mình sẽ đi. Ôi. Ok, ta đến với Specimen Zero. Play. Súng bắn nó phải tiêu, mình sẽ phải đi nhập phải tiêu. Ôi. Ôi đâu đâu. Ok, ta đến với Avenue Amazing. Play.
Ok, còn một khóa nữa. Mật mã. Ok, mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Thank you for watching the video.